Các bạn thân mến, thử tưởng tượng rằng trong ngày bạn làm cô dâu, đến giây phút trọng đại nhất thì chú rể biến mất vì muốn ở bên người cũ, bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng nhân vật trong câu chuyện Cô dâu bị bỏ rơi trải nghiệm cảm giác đó nhé. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Hôm nay là ngày Tâm Nguyệt lên xe hoa về nhà chồng. Thế nhưng, cô không được như những cô dâu khác mà hằng cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp, chờ đợi người yêu mà họ yêu nhất trong cuộc đời mang họ bước vào lễ đường. Mà cô chỉ có thể nở nụ cười điềm đạm, nhìn mọi người đang vì cô mà cao hứng. Cô sẽ hạnh phúc sao nếu phải gả cho chí nhân? Cô không biết và cũng không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này. Nhưng cô không thể như thế buông tay hạnh phúc của mình. Cô đã nhất định phải lấy được anh. Đúng vậy, tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Chỉ vì cô nghĩ như thế nên mới có hôn lễ ngày hôm nay. Nhưng có một điều mà cô mãi mãi không biết được là chí nhân có yêu cô hay không. Cô không muốn tìm hiểu điều này vì cô sợ phát hiện sự thật anh không yêu cô thì cô sẽ không thể nào chấp nhận được. Tình yêu của cô đối với anh quá lớn và cô không thể chấp nhận rời xa anh. Mặc dù đã có nhiều lúc cô mệt mỏi muốn bỏ lại tất cả để rời đi nơi này, nhưng rồi cô lại không muốn bỏ xuống vì trái tim của cô dường như không thể đập nổi nếu không có anh. Giờ cử hành hôn lễ sắp đến mà cô vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô không lo lắng vì có lẽ cô cũng đang cho chính mình một cơ hội cuối cùng để ngu ngốc yêu anh. Trong khi hai bên gia đình lo lắng sắp phát điên thì cô vẫn bình thản ngồi bên bàn trang điểm, sắc mặt không lộ một chút biểu cảm. Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Chí nhân bước vào với vẻ mặt lãnh đạm. Cô chỉ cười nhẹ nhìn người đàn ông mà cô yêu còn hơn cả sinh mệnh của mình nữa. Chí nhân bước đến nắm lấy bàn tay cô. Cả hai người từ từ tiến vào lễ đường. Khi cha xứ hỏi đọc lời tuyên thệ xong từ cô, Tâm Nguyệt, con có đồng ý làm vợ của chí nhân không? Tâm Nguyệt không hề chần chừ, nhẹ nhàng thốt ra. Con đồng ý. Khi cha xứ quay lại, định đọc lời tuyên thệ với chí nhân, thì điện thoại anh bỗng vang lên. Cả lễ đường một bầu không khí lắng đọng đến nặng nề. Anh nhận điện rồi vội vã lao đi như không hề quan tâm đến cô. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao chú rể lại như vậy? Tâm Nguyệt đứng lặng tại chỗ. Tâm cô từ khoảnh khắc anh quay lưng đi đã chết rồi. Cô đã cố gắng bao nhiêu, nhưng cuối cùng cô vẫn không có được trái tim của anh. Nó luôn dành cho người phụ nữ bệnh hoạn kia. Cô cười to thành tiếng. Tất cả mọi ánh mắt không còn nhìn theo bóng lưng của anh nữa, mà quay ngược lại, trở về nhìn cô. Có lẽ đây là hôn lễ lạ lùng nhất mà họ từng tham dự. Chú rể bỏ đi mà cô dâu vẫn cười đến rạng rỡ thế kia thì nghĩa là làm sao? Thế rồi họ nhìn nhau thở dài. Đúng là một đôi kỳ quái. Bàn tay mẹ Tâm Nguyệt khẽ đặt lên vai con mình. Bà đã làm gì nên tội để con gái bà phải chịu khổ đau như thế này? Tại sao ông trời lại không công bằng như thế? Tâm Nguyệt, tại sao từ lúc sinh ra tới giờ vẫn không có ngày nào là được cười vui vẻ? Bà tự trách mình quá vô dụng, không thể mang đến sự trở che bao bọc cho cô. Bà ôm lấy cô mà rơi lệ đầy mặt. Tâm Nguyệt ôm lấy mẹ và trấn an. Con không sao, mẹ đừng khóc nhé. Hiểu con vì đau quá mà chế tâm, bà càng không thể kiềm được nước mắt. Mọi người lại thêm một màn kinh ngạc khi cô dâu không những không rơi lệ mà còn có tinh thần an ủi người khác. Đúng là không thể nào tin được.
cả lễ đường chỉ còn lại Tâm Nguyệt. Vì cô muốn một mình yên lặng một chút nên không ai ở lại làm phiền cô. Mọi người cứ từ từ rời đi. Không gian trở nên yên tĩnh. Cô bước ra chỗ bậc thềm, nhìn theo hướng lúc nãy anh lao đi. Cô ngồi xuống đó thẫn thờ. Cô đã cố gắng quá nhiều rồi, đến lúc cũng nên buông tay và thôi hy vọng từ anh. Mà có lẽ cô không cần phải buông tay, vì từ trước đến nay có bao giờ cô nắm được bàn tay của anh đâu. Cô nhẹ thở ra, miệng vẫn cười một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng lòng cô thì không còn một chút cảm giác nào. Tự đặt bàn tay lên ngực mình, cô thì thầm. Xin lỗi nhé, tim ơi. Từ nay, ta sẽ không làm cho ngươi đau nữa đâu. Cô mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng, chân bước đi trên vỉa hè giống một người đi bộ. Người qua đường nhìn cô với ánh mắt khác thường, nhưng cô đâu có thời gian quan tâm bọn họ. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng. Về đến nhà, cô ngâm mình trong bồn tắm. Khi nước đã ngấm vào làn da thịt cô lạnh tái, thì cô mới chịu ra ngoài. Phòng ngủ được chuẩn bị quá sang trọng cho đêm tân hôn, nhưng giờ đây chỉ có một mình cô. Cô nhìn bức ảnh to được treo ngay ngắn trên tường. Trong ảnh, cô cười đến sáng lạng. Không ai có thể nhận ra rằng trước khi chụp tấm ảnh này, cô đã khóc đến dường như không thể sống nổi. Cô nhìn người bên cạnh cô là Chí Nhân. Anh không cười, chỉ là môi hơi nhếch lên một chút. Là tự cô đã làm đau chính mình và đau cả anh nữa. Nếu như ngày đó, khi phát hiện ra anh còn nặng tình với người cũ, thì cô nên rời đi. Cô không thể tranh giành với một người bệnh hoạn nằm trên giường bệnh. Thế nên, cô chỉ còn cách giả vờ không hay biết. Cho đến một ngày, cô cũng can đảm đến gặp người phụ nữ kia. Nhưng cô bảo sẽ không rời bỏ anh, cho dù cô ta bị bệnh sắp chết đi nữa, thì cô cũng sẽ không nhường anh cho cô ta, trừ khi anh chính miệng nói không yêu cô. Cho đến hôm nay, anh vẫn chưa một lần nói không yêu cô, nhưng hành động trong hôn lễ của anh đã quá rõ ràng. Người mà anh chọn mãi mãi vẫn là cô ta. Cô thật sự thất bại rồi, hết hy vọng rồi. Cô phải rời đi nơi này thôi, và có lẽ cũng không bao giờ cần trở lại đây nữa. Thu dọn hành lý xong, cô nằm lên giường muốn chợp mắt một chút. Sáng mai, cô sẽ vĩnh viễn bỏ lại tất cả, đi tìm một nơi thuộc về cô và sống hết cuộc đời còn lại ở đó. Đã 5 năm kể từ ngày cô rời khỏi quê hương, những chuyện trong quá khứ vẫn không thể làm cô quên được. Những khi hoàng hôn buông xuống, người ta vẫn cứ bắt gặp hình ảnh của một người con gái ngồi thẫn thờ một mình. Những người xung quanh đây đã quen với hình ảnh đó của cô dần rồi, cũng không còn mấy quan tâm nữa. Sau mỗi chiều ngồi như thế, cô lại quay trở về nhà của mình. Nhưng hôm nay, khi về đến trước cửa, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô nhớ lúc đi, cô đã khóa cửa rất cẩn thận rồi, nhưng không hiểu sao cửa lại mở. Trong đầu cô nghĩ ngay đến việc có trộm. Tay cô với lấy chiếc gậy đánh côn đặt ở chỗ để giày. Nhưng khi nhìn thấy người nào đó ngồi ngay ngắn trên sofa, thì gậy trên tay cô cũng theo đó mà rớt xuống. Tâm Nguyệt đứng nhìn Chí Nhân, mắt như không thể nào tin được. Làm sao anh biết cô ở đây? Mà tại sao anh phải đến đây cơ chứ? Anh... hay là lại muốn làm cô thống khổ, phải không? Chí Nhân lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nghĩ anh sẽ không bao giờ tìm thấy em sao? Cô vẫn không trả lời. Mà thật ra thì cô cũng không biết phải nói gì với anh nữa.
cô có giữ cho mình một vẻ bình thản. Em sống không tốt lắm đúng không? Cô có sống thế nào thì liên quan gì đến anh? Đã 5 năm trôi qua rồi, có lẽ người phụ nữ kia cũng qua đời lâu lắm rồi. Cô nghĩ vậy, khi cô gặp cô ta lần đầu tiên, cô ta đã nói cô ta không còn sống được bao lâu nữa. 5 năm, em cũng đủ yên tĩnh rồi, nên về đi thôi. Cô như không thể tin được, nhìn vào mắt anh. Anh sang đây với mục đích là đón cô về sao? Không, không thể nào. Có lẽ là anh áy náy vì nghĩ cô sống không tốt. Đúng, chắc chắn là như vậy. Với lại, cô sẽ không về vì cô thấy tâm hồn mình được bình yên hơn khi ở đây. Cô sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa. Mãi mãi sẽ không. Cô cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi sống rất tốt. Anh nên về đi. Nhưng mà anh cũng không nhượng bộ cô. Rất tốt sao? 5 năm không quen một người bạn mà gọi là rất tốt hay sao? Cô thật không biết tại sao anh lại biết cô không có bạn. Nhưng cô cũng chẳng màng quan tâm. Liên quan gì đến chuyện của anh chứ? Làm ơn ra khỏi đây, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa. Nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Nằm trên giường không động đậy, nhưng lòng cô lại không yên bình giống như vậy. Tại sao anh lại đến? Lại muốn cô về cùng anh? Anh đang muốn thể hiện cho cô thấy cái gì? Là sau 5 năm anh hối hận muốn trở lại bên cô sao? Nực cười thật đấy, cô cũng không còn như ngày xưa yêu anh đến ngu ngốc nữa. Sáng sớm cô mở cửa phòng, thấy anh nằm trên ghế sofa, không rời đi. Tâm cô chợt lạnh toát. Anh làm ơn đi cho, nhà tôi không chứa chấp người lạ. Anh nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn thản nhiên thốt ra lời. Chuyện đã qua lâu rồi, em suy nghĩ cũng đã suy nghĩ đủ rồi. Ngân Nhi cũng đã qua đời từ 5 năm trước, ngày anh lao đi. Là nhận được điện thoại của bệnh viện nói cô ấy qua đời. Lúc đó, anh thật không thể chần chừ chạy đến bệnh viện. Anh xin lỗi vì đã làm hỏng đám cưới của chúng ta. Anh biết em rất đau lòng nên anh đành chấp nhận cho em thời gian. Nhưng bây giờ anh không còn đủ kiên nhẫn chờ nữa. Chí Nhân đem toàn bộ lời trong lòng nói ra. Tâm Nguyệt vẫn đứng lặng yên tại chỗ cũ. Vì cô không biết nên phải phản ứng thế nào. 5 năm, anh không một lần gọi điện thoại là vì muốn cho cô thời gian sao? Cô không biết phải nói gì bây giờ nữa. Về với anh, được không? Anh không thể chờ đợi được nữa. Cô quay lưng bước đi, vì nếu còn tiếp tục đối mặt với anh, cô sẽ mềm lòng. Nhưng anh đã bắt kịp lấy bàn tay của cô, và ôm cô vào ngực mình. Về được không em? Anh rất nhớ em. Nghe giọng nói khàn khàn của anh, lòng cô chua xót. Nhưng cô biết là thế nào bây giờ? Cô định gỡ bỏ bàn tay của anh ra khỏi tay mình. Nhưng anh nắm chặt quá và cô không thể kháng cự được. Tôi sẽ không về đó nữa. Mãi mãi không. Nước mắt đã 5 năm không còn trào ra, ngay tại giây phút này bỗng tuôn không dừng lại được. Cô khóc một cách thảm thiết, tưởng chừng như ngất đi. Anh ôm cô mà thấy lòng mình cũng đau đớn không kém. Đặt cô xoay mặt đối diện với mình, anh hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của cô. Cô sững sờ một chút, sau đó ra sức phản kháng. Nhưng rồi anh đã thành công dụ dỗ cô đứng yên. Cả hai người hôn nhau say đắm, quên mất thời gian. Vì cô nhất định không quay về, nên anh đành chuyển hành lý sang đây sống với cô. Và mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bên chiếc ghế ven đường, người con gái ấy không còn cô đơn nữa. Hình ảnh cô ngồi tựa đầu vào vai một người đàn ông lịch lãm, làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ, đã dần trở nên quen thuộc. Các bạn vừa nghe câu chuyện
Cô dâu bị bỏ rơi, chuyện do Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.